Sử Tử Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một tác phẩm siêu đẹp siêu VIP các bác nha. Di lặc cửu tiểu, chất liệu gỗ đu hương các bác nhé. Phôi gỗ 2 tạ 8, đục ra tác phẩm rồi và còn 1 tạ 8 các bác nha. Bức này có kích thước cao 93, ngang 96 và sâu 66 các bác nhé, nặng 1 tạ 8. Hàng đục thì khỏi chê các bác nhé, một khung gỗ vô tri vô giác đục ra được một tác phẩm di lặc cửu tiểu rất là đẹp và có hồn các bác nhé. Hàng rất là đẹp và sắc nét mịn màng luôn các bác nha. Mời các bác ngắm kỹ hàng mộc này, giá của hàng mộc là 72 triệu các bác nha. Tác phẩm này có giá bán là 72 triệu. Mời các bác chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm này nha. Các bác thấy mặt tiểu nhỏ chưa ạ? Tiểu mặt di lặc, mặt tiểu nào nói chung là đục cũng đều rất đẹp và nét luôn các bác nhé. Đu thì ở quanh trung tiền luôn các bác nha. Đu quanh trung tiền rất là nhiều các bác nhé. Một tác phẩm VIP này nặng 180 kg các bác nha. Hàng liền khối 100% và không chắp ghép ở đâu hết các bác nhé. Đục canh bông dày và sự như ý rất là đẹp đúng không ạ? Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Ông tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện tại thì sản phẩm sẽ được trưng bày tại đây các bác nha. Hoặc các bác có thể nhắn đi Zalo để gửi hình ảnh chi tiết hơn, hoặc gọi điện thoại vào số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn các bác nhé. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sử Tử Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nha. Tác phẩm này đang đợi một nhà hảo tâm nào đây ạ? Một bác nào ưng tác phẩm này thì nhận